Bạn có tin một người có hai mặt không? Hai mặt theo nghĩa đen luôn nhé. Bất ngờ đúng không? Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ phim Người Hai Mặt. Hãy cùng xem Người Hai Mặt đó như thế nào nhé. Người phụ nữ hoảng loạn kéo gương ra soi thì phát hiện mặt của mình biến thành nửa này nửa kia. Lúc này cô sắp sửa sụp đổ rồi thì chồng nghe thấy tiếng động liền chạy vào an ủi cô. Nhưng người phụ nữ không biết rằng ngoài khuôn mặt ra thì cô cũng đã biến thành bộ dạng của một người khác. Hai người tự dưng nổi hứng, đang mặt nồng thì người phụ nữ lại tự dưng đạp chồng ra. Bởi vì cô phát hiện ra chồng mình đã biến thành một người lạ. Người chồng trong trí nhớ của cô mày đậm mắt to, vừa mới mua được một chiếc máy ảnh liền chụp lấy chụp để. Buổi tối Jin xem video quay được thì thấy hơi nghi hoặc, nhưng cô vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Ngày hôm sau chồng con đi rồi, cô thử tìm nguyên nhân từ những bức ảnh nhưng chẳng thu hoạch được gì cả. Cô định đi ra phòng khách nghỉ ngơi một lúc thì phát hiện ra vị trí của bàn uống nước không được đặt theo dáng người của mình. Sau đó cô đi vào trong bếp định tìm kiếm một vài manh mối. Nhưng lúc cô quay đầu lại thì chuyện đáng sợ đã xảy ra. Phòng khách bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Cô lại một lần nữa lấy ảnh ra xem thì thấy cách bài trí đồ đạc trong nhà lại cũng thay đổi theo. Cô vội vàng lấy máy ảnh ra xem video quay được. Không ngờ rằng hai đứa con đang chơi đùa với nhau lại hoàn toàn biến thành người khác. Còn người đang nấu ăn trong video lại biến thành một người phụ nữ tóc đen. Nhìn thấy căn nhà và gia đình hoàn toàn xa lạ, Jin không biết phải làm sao khóc hết nước mắt. Cô chạy ra khỏi nhà định trốn tránh, đi tới phòng gym mà mình thường lui tới. Lúc nhìn thấy mọi thứ vẫn còn như cũ thì cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Về đến nhà thì lại trở về như cũ, những chuyện kỳ lạ lại liên tiếp xảy ra. Cô phát hiện ra nốt ruồi ở sau gáy trái của con trai lại chạy sang bên phải. Quay về phòng cô lại phát hiện ra mình trong ảnh đã biến thành người phụ nữ tóc đen kia. Tất cả đều vô cùng kỳ lạ. Buổi tối đang ngủ thì Jin tỉnh dậy sờ vào tóc mình thì lại phát hiện ra mình đang sờ vào mái tóc đen của một cô bé. Cô bé chạy ra ngoài phòng khách, liên tục chạy vòng tròn quanh Jin. Bỗng dưng chồng cô đi ra bật đèn lên hỏi có chuyện gì không. Jin ngượng ngùng mỉm cười nói không sao cả. Nhưng nhìn thấy hai bàn tay ướt sũng của mình thì cô mới nhận ra là lúc này mình đã khóc hết nước mắt. Ngày hôm sau Jin đi tới bệnh viện. Sau khi cùng chồng đi về nhà thì Jin phát hiện ra căn nhà lại một lần nữa biến thành xa lạ. Hai đứa con chạy tới ôm chầm lấy mẹ cũng rất lạ lẫm. Jin đẩy hai đứa con ra, lảo đảo, loạng choạng quay về căn phòng ngủ. Nhưng lúc này căn phòng ngủ đã thay đổi. Cô mở tủ quần áo ra thì phát hiện trong đó không hề có quần áo mà cô thường hay mặc. Cô tìm lại một chiếc áo mặc lên người rồi thấp thỏm kéo gương ra soi. Lại phát hiện ra mặt mình biến thành nửa này nửa kia. Jin nhìn thấy trên tay mình tự dưng có đeo nhẫn. Cô vội vàng tháo hết tất cả nhẫn ra. Rồi lại phát hiện ra móng chân mình đều được tô nhũ. Jin bất lực khóc lóc ầm ĩ muốn quay về cuộc sống bình thường. Chồng cô nghe thấy liền vội vàng chạy vào an ủi cô. Lúc này mặt của Jin đã thay đổi, nhưng hình như là chồng cô chẳng hề phát hiện ra. Trước tình hình của Jin, hai người quyết định đi gặp bác sĩ tâm lý. Ba người cùng nói về vấn đề của Jin, xem ra đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng tới đây rồi. Thì ra Jin đã có vấn đề từ lâu, hơn nữa cũng đã ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. Lại một lần nữa trở về thay không, đứng trước cuộc hôn nhân sắp sửa bị đổ vỡ. Jin đã tới tìm bà mẹ đang chơi bài để được an ủi. Trong quá trình ngồi đợi mẹ, hai chân của cô cứ liên tục run lên bần bật. Bỗng dưng cô cảm thấy vô khó chịu, mặt của cô bắt đầu biến đổi một cách nhanh chóng. Cô vội vàng lấy gương ra soi thì phát hiện ra mình đã biến thành người phụ nữ tóc đen kia. Sau khi về nhà nhìn thấy mẹ đang nấu cơm cho mình, Jin hạnh phúc ôm chầm lấy mẹ. Nhưng sau khi cô rời đi thì miệng của mẹ cô lại cứ giật giật liên tục. Xem ra là bà đã bị sự điên rồ của cô làm cho tức đến phát điên lên rồi. Nhìn thấy cô tự dưng nổi giận, cuối cùng thì mẹ cô cũng không thể nhịn được nữa mà bắt đầu nói chuyện thẳng thắn với cô về vấn đề thần kinh của cô. Jin phát hiện ra khuôn mặt của mẹ cũng đang biến đổi. Cô sợ quá vội vàng chạy ra ngoài. Bà mẹ đuổi theo cô ra ngoài lại biến thành một người phụ nữ tóc bạc. Jin hết hồn chim én lượn. Cô chạy về phòng định uống thuốc thì tìm được một bức ảnh hồi còn nhỏ. Đằng sau có một bức viết địa chỉ là ở Ý. Chính vào lúc cô đang nghi hoặc thì mẹ cô lại tự dưng trở nên rất căng thẳng. Trả lời nghi vấn của cô về bức ảnh rất mơ hồ. Jin giống như là đã nhớ ra điều gì đó chuẩn bị đi tìm kiếm. Nhưng mẹ lại nhốt cô ở trong phòng. Jin muốn tìm ra được sự thật nên đã trốn ra ngoài qua cửa sổ. Đi một mạch từ Pháp sang Ý. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm thấy địa chỉ ghi trong bức ảnh. Jin đi vào trong hàng này và phát hiện ra bà chủ chính là người mẹ trong đầu cô. Nhưng bà chủ nhìn thấy cô, mặt mày lại biến sắc. Jin đi vào trong nhà hàng. Nhưng càng tiến lại gần sự thật thì cô lại bắt đầu đi thậm thọt. Cô bỗng dưng nhìn thấy người đàn ông này giống y hệt người chồng trong đầu mình. Cô chắc chắn rằng ở đây có sự thật mà cô đang tìm kiếm. Bà chủ đi tới ghi món ăn cho cô. Nhưng có thể nhìn ra được là bà đang cố gắng che giấu cảm xúc gì đó. Jin lấy bức ảnh ra, bà chủ lại lắc lắc đầu. Sự bất thường rõ ràng này khiến cho Jin có suy nghĩ gì đó. Cô kéo tay bà chủ lại muốn nói chuyện với bà, nhưng bà chủ lại tức giận bỏ đi. Lúc thanh toán, cô nhìn thấy trên tường có bức ảnh của cô bé lúc trước. Lúc cô chỉ vào bức ảnh hỏi ông chủ về cô bé đó thì lại phát hiện ra mình đang chỉ vào một tấm gương. Sau khi Jin quay về khách sạn, người đàn ông trông giống chồng cô đã tìm tới. Rõ ràng là người đàn ông này đang chuẩn bị nói cho cô biết một vài sự thật. Nhưng lúc này Jin cuối cùng cũng gặp được người chồng của mình nên có hơi điên cuồng. Cô hừng hực cắt ngang lời của người đàn ông. Người đàn ông thấy không ổn liền bỏ về. Buổi tối Jin lại một lần nữa nhìn thấy cô bé kia. Cô đã đi theo cô bé đó, đi tới một vũ hội. Bà chủ nhà hàng nhìn thấy cô thì mặt biến sắc rồi bỏ đi luôn.
Jin cứ đuổi theo mãi tìm được một căn nhà. Cách bài trí bên trong giống y hệt căn nhà trong trí nhớ của cô. Cô không dám tin, cứ như là cô lại quay về ngôi nhà trong đầu kia vậy. Sau đó cô đi tới căn phòng nhảy múa, Jin lại tự dưng nhún nhảy theo. Cứ như là cô bẩm sinh đã biết nhảy vậy. Cô không hề ý thức được rằng một người lớn lên ở Pháp nhưng cô lại biết nhảy điệu múa dân gian của Ý và nhảy rất là tự nhiên. Sau khi nhảy xong, Jin tiếp tục đi tìm kiếm. Cùng với cánh cửa ký ức mở ra thì cơ thể của cũng càng lúc càng trở nên méo mó. Cô đi tới một hành lang nghe thấy cả gia đình nhà bà chủ trong phòng đang cãi nhau vì mình. Người đàn ông trẻ tuổi muốn nói cho chị gái biết sự thật, nhưng bố mẹ lại kiên quyết không cho nên anh tức giận đạp cửa bỏ đi. Jin vội chạy trốn vào trong một căn phòng, cách bày trí bên trong giống y hệt phòng ngủ của cô. Nhưng lúc này cô đã không còn đi lại được nữa rồi. Jin vẫn tò mò mà quan sát bốn xung quanh. Cô đi tới trước gương, Jin nhìn thấy mình biến thành cô bé kia. Lúc này bà chủ tự dưng đi vào trong phòng gọi tên cô là Maria như một người mẹ. Nghe thấy cái tên này thì Jin cảm thấy sợ hãi, cô vội vàng chạy ra khỏi phòng. Lúc mở cánh cửa cuối cùng ra thì cô đã đi vào ký ức đã phủ bụi năm của mình. Mẹ của cô và hai anh em Maria đang đợi cô xuất phát. Anh trai nằm gối đầu lên đùi của Jin. Jin và cô bé tóc vàng Maria vui vẻ nắm tay nhau. Thì ra họ đã quen biết nhau từ nhỏ, nhưng vì ông bố say rượu lái xe nên đã gây ra tai nạn. Jin bị chết não, cơ thể của Maria thì nát bét. Bệnh viện đem cái não của Maria cấy vào người của Jin, vì thế trong cơ thể của Jin có hai ý thức. Ý thức chính của bộ não là Maria. Cô không thể nào chấp nhận được việc mẹ của mình biến thành người phụ nữ tóc đen trước mặt. Vì thế đã tự thôi miên mình tưởng tượng ra cuộc sống ở Pháp giống như ở trong tiềm thức. Hai đứa trẻ chính là cô và anh trai hồi còn nhỏ. Anh chồng biến thành anh trai sau khi lớn lên, còn cô lớn lên cũng biến thành người phụ nữ tóc vàng này. Cùng với sự dung hợp giữa ý thức trong não và ý thức của cơ thể thì cô cũng dần tỉnh lại. Cũng vì thế mà xuất hiện sự thay đổi về khuôn mặt và cảnh tượng. Cơ thể cũng dần dần bị héo mòn vì nhớ lại nỗi đau của vụ tai nạn xe. Cuối cùng thì cô đã hòa giải với chính bản thân mình. Bên cạnh cô luôn có một Maria mà người khác không nhìn thấy được. Bộ phim này còn được giải thích theo hướng tâm thần phân liệt, nhưng tôi chọn lời theo hướng khoa học viễn tưởng, bởi vì logic của khoa học viễn tưởng phù hợp với một vài tình tiết trong bộ phim này hơn. Buổi review phim hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim sau. Đừng quên like và nhấn theo dõi kênh để đón xem những bộ phim mới một cách nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!